Bác Tôn, năm 1888 năm 1980, cuộc đời và sự nghiệp. Cố giáo sư Trần Văn Dào đã viết: trên giá sách của tôi không có một cuốn nào của Tôn Đức Thắng và về Tôn Đức Thắng cả. Bởi lẽ, bác Tôn là một con người làm nhiều mà ít nói. Việc sớm thoát ly gia đình từ năm 18 tuổi của bác Tôn làm cho gia đình và họ hàng của bác có rất ít thông tin và tư liệu về bác. Hơn nữa, những người cùng thời với bác Tôn thì hầu hết đã qua đời. Những hồi ức của các bậc lão thành cách mạng về bác Tôn thì có những chỗ không rõ hoặc không đầy đủ tình tiết các sự kiện và thời gian. Khó khăn là vậy, nhưng đây cũng là nguồn động lực chính để giáo sư Trần Văn Dào và tập thể các tác giả cố gắng biên soạn quyển sách Bác Tôn năm 1888-1980, cuộc đời và sự nghiệp. Bên cạnh đó, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí lão thành cách mạng, các cơ quan, đoàn thể ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh bạn và các cơ quan trung ương, cuốn sách đã được ra mắt vào dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Bác Tôn, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 1988, để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Bác Tôn. Cuốn sách gồm 6 chương, giới thiệu những nét chủ yếu về thân thế và sự nghiệp cách mạng, về phẩm chất và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Mỗi chương được phân chia theo từng giai đoạn trong cuộc đời của bác Tôn. Từ thời niên thiếu tuổi trẻ, trở thành người công nhân, lính thợ tại Pháp, đến khi trở thành người sáng lập công hội bí mật, tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức đấu tranh cách mạng. Từ ngục tù Côn Đảo đến tham gia kháng chiến và trải qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước cho đến khi làm chủ tịch nước.